Liên quan đến lý do hành khách bị hất tung trong vụ máy bay của hãng Singapore Airlines gặp nhiễu động, cơ quan điều tra an toàn vận tải Singapore cho biết máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok hôm 24 tháng 5 là do sự thay đổi đột ngột về trọng lực của máy bay. Trong báo cáo do cơ quan điều tra an toàn vận tải Singapore công bố, chiếc máy bay mang số hiệu SQ321 đã phải trải qua tình trạng thay đổi trọng lực nhanh chóng, mức độ cao khoảng 54 mét chỉ trong 4 giây. Thông tin này được trích xuất từ hộp đen máy bay và được xác định là nguyên nhân khiến nhiều hành khách bị thương khi không thắt dây an toàn. Singapore Airlines đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc và đảm bảo an toàn cho các chuyến bay trong tương lai. Nhóm điều tra bao gồm các nhà điều tra Singapore, đại diện của Boeing và các quan chức Mỹ từ Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia NTSB và Cơ quan Hàng không Liên bang FAA.